mê quá, lẹ lên đi. Đợi tí đi, đừng nói chuyện với nó, thèm nói thèm lâu đấy. Trời ơi, hẹn từ hồi nào giờ giờ con đang tắm bà. Dạ kì, con gái mà ta tắm hồi lâu, xíu ta tắm còn làm gì khác nữa. Chẳng hạn như là bồi đầu của mà. Thôi 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 thôi, đừng nói nữa, tắm liền tao một cái. Xong rồi, đẹp bóng khăn cho tao rồi. Không đi thay đồ luôn, con bóng khăn làm cái gì bà. Mẹ ở trước có chai dừa, uống cho đỡ nóng đi. Rồi, lẹ lên đi. Có ai gọi không ta? Ơi. Có ai gọi đâu? Đi thay đồ lẹ đi. Không gọi. Sơ. Đi thay vô, gõ cửa cha. Trời ơi, đi thay đồ ghê quá. Ê, ê, ê. Gì? Chứ bình thường con có gọi cửa đâu. À, thay đồ nói chuyện không? Đừng không, thay đồ thì không còn gì để nói chuyện nữa luôn á. Chứ nói gì? Đang có chuyện quan trọng. Anh chào chị. Đây Phương, bạn em. À, đang làm gì á? Đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Mới tắm xong. Mới tắm xong hả? Ờ. Tắm xong sao tóc ướt? Tắm ở dưới này thì kẹp tóc lên đây là mắc gì ướt. Em đứng ở đây. Em mở cái khăn, mở ra một cái đấm cho. Coi sơ thôi. Đó. Ok không? Trời trời, bệnh cỡ. Uy tín. Trời ơi. Như những người đàn ông với nhau. Mình nói là mình làm được. Đúng vậy. Xem. Ok bạn. Mình làm gì vậy? Yên tin đi. Tin tưởng tao. Chưa giờ tao làm cái chuyện gì mà lỗ hết. Đúng không? Trước giờ chưa giờ khùng. Cầm tiền đi bạn. Mình đánh giá cao độ chiều chơi của bạn. Trời ơi. Ok. Nhìn một cái mà đã quay liền luôn. Ok bạn. Đi cái thôi đi, nhanh đi ăn nhanh. Mày im đi, tao làm lại đi ăn nè. Ok, em thông cảm, em thông cảm. Cái này hôm bữa là tao chụp hình gửi cho coi đó, bây giờ cho coi trực tiếp luôn nè. Ok, cầm tiền rồi, làm đi bạn. Phải, phải, phải liền, phải liền. Phải này đúng không? Đúng cái này không? Nghỉ cửa bây giờ. Đúng cái này không? Đúng rồi, đúng vô chiếc tay của mình mất cả người ta nhìn thấy. Cho, hay vậy? Em thông cảm nha, có gì không? Bạn bè nhau không? Hay à, ok. Quay nha. Quay nha. Quay nha. 1, 2. Wow. À, không nhả, quá liền, quá liền. Lấy hỏi cho bạn, quay nè. Từ từ nha. Bây giờ. Từ từ, đợi một chút xíu. Lẹ đi. 3, 2. Oh my god. May quá được 7 hình. Ngon, khoái liệt. Để coi coi. Được có một hình được. Coi coi. Được có một hình nè. Làm gì vậy? Làm trò vậy? Thì cho coi thôi mà. Cho coi thôi mà hả? Thì tại vì thấy bình thường người ta có gì đâu. Bình thường mày bị điên rồi hả? Tự nhiên mày bị giỏi để cho ông coi. Gái lứa gì kỳ cục vậy? Rồi lỡ nó chụp hình mày rồi nó đăng lên mạng hay cho ai coi sao? Bị điên không? Cái hình này tao chụp tao đăng lên mạng rồi. Điên hả? Tao không có giỡn mặt với mày đâu nha. Riết tao thấy có gì đâu mà chửi dữ vậy. Mày mở ra cho người ta coi gì mày kêu không có gì đâu hả? Tao chụp cũng chụp hình tao đăng phải bóng quầy thì có gì đâu. Mấy ngàn người coi, mấy ngàn người like có gì đâu. Điên hả? Mày vô thay đồ lẹ đi. Mày ăn mặc gì kỳ cục quá. Rồi tao hết biết nói mày sao luôn á. Chơi mày bao lâu rồi giờ mày cần tiền mà mày làm mấy cái trò vậy hả? Có bị điên không? Coi có một cái rồi mà. Con một cái hả? Con kia coi cái rồi chụp hình rồi để về nhà coi thôi có gì đâu. Con gái con lúa mà cho tao coi nhưng mà kêu có gì đâu. Ủa tao thấy có gì đâu trời. Nhưng mà tao up Facebook rồi tao cũng đăng này kia tao đăng tính bán nữa đó. Tao không nói chuyện mày nữa, mày vô thay đồ lẹ đi. Gái mày lướt cửa sao mày vậy nữa, tao không chơi mày nữa. Mệt mỏi rồi. Mày coi, cho mày coi. Thôi cho coi nè. Mệt đó mày đi vô mày thay đồ tao cái đi. Cái này màu trắng, đẹp lắm. Đi cho coi. Nè, coi cái đi. Mày đi. Oh my god. Đánh chuẩn. Cái con viên này. Ủa?
Ủa, về rồi hả? Ủa, sao về rồi? Bạn về rồi? Sao bạn về rồi? Hai đứa chơi xong rồi về rồi. Phương bữa nay Phương có qua đây chơi nữa không? Có chứ. Có hả? Dạy. Phương qua chơi nữa không Phương? Dạ, bữa sau. Qua hả? Bữa nay qua rủ anh qua với. Nhớ mặc cái đầm hồng nha. Đấy là nếu bữa sau mà Phương mà mặc đầm hồng là mỗi lần ấy ra là xấu xì chứ không phải như chi. Được không em? Anh chỉ cần vậy thôi. Có môn leo này. Đam mê sở thích của anh là như vậy. Được không? Vậy, để nó mặc đi anh. Hả? Không, anh thích mỗi người mặc một cái khác em ạ. Đúng rồi, tóc dài rồi nè. Ừ, tóc dài rồi. Trời, tóc dài đồng hầm rồi ha. Trời ơi. Bảy xì được không? Bảy xì đi. Dạ thôi, em muốn mặc đầm đó. Chiều mốt nè. Nè, anh làm sao rồi mình về cái mốt mặc đầm hồng luôn đi. Chiều mốt nè, được không nè? Thôi, xin mày mặc không? Mày mặc đi, mày đi. Này qua đầm hồng đi, tôi mặc cho. Chiều mốt. Riêng mày bữa sau mày 100 tao cũng không chịu, tao không coi nữa. Điên quá. Vậy gì em, chiều 2 được không? Không thì đam mê lắm, đam mê. Mày chỉ mặc mày đi qua nhà. Đầm hồng thôi. Rồi. Không, anh thích em cơ. Không, em không mặc đâu. Nếu mà nó mà em không mặc đầm à? Mặc váy. Không mặc đầm, không mặc váy. Chứ nó mặc cái gì? Mặc áo sơ mi hồng đó được không? Hả? Sơ mi hồng được không? Sơ mi hồng cũng được. Kìa đó. Sơ mi hồng quần đùi. Sơ mi hồng nhưng mà dưới không quần thì phải... Ờ, à, dạ được, lấy. Mày dắt về giùm tao đi. Chiều 6. Bây giờ nè. Ừ. Đúng rồi, nhiều khi bây giờ mình ngại đúng không? Em ngại đúng không? Không, chỗ ấy mà, chỗ chị em mình với nhau mình cứ thoải mái đi. À, chị cứ cho coi cái đồ bộ đồ đỏ thôi, mình chịu xấu mà không chịu không đi làm. Một cái bé gồng dữ vậy. Thôi đi về đi nha. Bye. Chào Phương nha. Bye. Em có chị em vô. Hy vọng là những gì mà nó nói xấu về anh thì em đừng có tin. Ờ thì đó, thì tao nói bóng thì bay mà nó bóng thì bay thiệt thấy không? Ừ, đó, nó thiệt em. Cái đó thiệt. Cái này có bình thường không? Bé nói vậy là vậy, em đừng nói vậy. Anh là một người có muốn nhận thức về cái đẹp rất là tốt, em đừng nói vậy. Thôi, về nha. Được, anh làm sao xử, sao không biết qua được má. Bữa sau qua nha. Bé tụi bông này. Bữa sau mình qua, không, bữa sau mình qua thẳng nhà Phương luôn. Chốt. Ừ, bữa sau nhà Phương lúc nào mà đang. Ok là. Ở về nha Phương nha. Dạ, bye bye. Ok bye, vậy bạn ơi. Sao qua với mày đầm hồng nha. về là Phương về thiệt luôn. Rồi chào tạm biệt, chào Phương nha. Đầm hồng nha. Chào đi đây. Đầm hồng mà nhân ba là như ta, nhân ba là một ba chữ ba đó. Xem một lần một. Vậy đi bà nội, có cho coi cũng không cho coi. Đó là diễn thôi má. Cái mà nghĩ sao mà cho coi cái đầm hồng hết chiều xấu bà nội. nhưng mà chịu nãy là tin luôn, nó tin luôn à, tin luôn. Nãy giờ nói gì vậy? Nãy giờ nói gì vậy? Nó tin luôn à? Gì? Nó tin luôn à? Nãy giờ nói gì? Tin không tin gì, mở clip coi biết. Ok. Đi.